Em kính chào bác. Hôm nay test được 6 mẫu nồi 1 lít nè. Gồm hãng là Yorosi, Panasonic, Tiger, Hitachi. Thì đây là những cái mẫu mà cơm ngon đứng đầu bảng mà giá tốt. Thì hàng em bán là 3 nguyên zin, nguyên bản 100%. Đầu video em chúc các bác xem video vui vẻ và sức khỏe. Mình xem video em đăng ký kênh, nhóm like ủng hộ em nha. Chân thành cảm ơn bác. Giờ em sẽ lên chi tiết nè. Đó, đây là những cái mẫu có tách đường, giảm đường cho mình nè. Bác nào có vấn đề gì đường, mình cần ăn kiêng, giảm lượng tinh bột thì mình mua cái nồi Yorosi. Có 3 mức tách đường, còn nồi là panna cấp nước ẩm. Rồi giờ mình lên nóng cho các bác luôn nha, không để mất thời gian. Giờ chi tiết giá cả sẽ công khai. Mã số 1, lên cho bác một cái nồi mà trắng tinh như ngọc trinh như mới luôn, eco tiết kiệm điện nè. Đó, đầy đủ chức năng các bác hết, cao tầng, áp suất. Nồi của mình 1 lít nha, nó cơm cực kỳ ngon. Có đặc biệt là một steam cook, hơi nước, bù ẩm phun sương. Nguyên dòng các bác xem nè, 2015 năm sản xuất. Điện áp 100, công suất 1.400. Thì cái công suất 1.400 này mình xài ổng áp là 2.000W cho em nha. Thì hiện tại em đang bán ngon đổi ổng điện 2.000W. Cái này hết pin thì bác sẽ thay pin cho bác. 2.000W thì bán là 550.000 đồng. Đó, 3.000W có phải các bác nấu được 2 nồi cơm cùng lúc. Em bán 700, nồi mới can xe ban nè. Thì mình mã 1 đầu xuôi đuôi lọt, bán rẻ, giá tốt, cơm ngon, nồi đẹp, nguyên zin. Chị em test cơm rồi, có nè, lòng rất là đẹp này nha. Đó. Mà cái mẫu này các bác 13 triệu á, 13 14 triệu gì đó. Em tham khảo cũng mấy năm trước rồi, bây giờ hiện tại là yên nó lên các bác, chắc nó sẽ nó có lên nữa. Là yên lên tầm tháng mấy nay á, yên lên tháng mấy hai tháng nay yên lên. Rồi bây giờ mình cắm điện vào cho em. Rồi cắm điện lên này các bác nấu cho em lúc này. Đó, thì chế độ đầu tiên là chế độ nấu cơm trắng thông thường. Đó, là 40 phút. Tắt cho em, mình xài eco bấm cho đây cho em, mình nấu. Nó sáng này eco. Thì nó cũng tiết kiệm gì hơn nhiêu điện nhiêu đâu các bác, nhưng mà mình nấu bình thường cơm sẽ vẫn ngon hơn. Tắt. Thì sau cháo gạo lứt bấm vào đây cho em. Thì mỗi cái thời gian nấu nó khác nhau. Em sẽ có video hướng dẫn chi tiết. Quay tới 6 cái nồi lận cũng không có tiện mà để nói mà nó sâu sắc nó lâu. Thì mã số 1 xe cho các bác nè. Thì mã này là 1.500.000, 1.700.000 nếu mà đẹp như vậy. Nhưng mà cái video này em chỉ bán cho các bác 1.400.000 thôi, mã 1. 13 14 triệu mà bán chỉ có 1.400.000 mà cái hàng hình thức mới 95% chứ gì. Nó quá rẻ cho tình yêu nào mà có nhu cầu sử dụng. Đó, 1.400.000 mua cọc cho em 300 chỉ khoản đổi bao ship. Mình mua hàng liên hệ với em là 0919 407 501. Em ship hàng thì toàn quốc, nhận hàng được kiểm tra qua mẫu cho các bác nha. Nói nhanh gọn lẹ đây còn được nhiều nồi cho các bác coi nè. Mã 2 là một nồi Hitachi. Bác nào thích đỏ hay lấy đỏ, bác nào thích trắng lấy trắng. Đó, nồi thì cũng đẹp tương đương nhau thôi các bác, không có những gì hết. Năm đâu, năm ở đây hả, 2019, nồi này 2019, công suất 1.400, điện áp là 100V. Nồi này có hơi chạy đây xíu các bác. Con sao em chỉ liền chỉ cho các bác coi nè, em quay các cận cảnh rất là kỹ. Và bên trong cho em thì hai nồi đều có công nghệ là phun sứa, hơi nước phun sương nó sẽ tích tụ đây nè, nó phải phun ra những cái lỗ này nè. Đó, nồi cái nồi tắt thì đẹp như mới, ngoại tắt có thể là chạy sứa nano chút đỉnh do là cái thời gian đã xài. Đôi khi bây giờ nói nè, xài một lần hay hai lần gì cũng đã xài. Chứ nhiều khi các bác mà mua hàng mà cái tiêu chí các bác cao quá thì mình có thể là mình mua không được. Cái này em nói thiệt, mình người tiêu dùng thông minh, mình đang hiểu là mình đang mua hàng cũ, hàng xài rồi thì mình phải biết là mình chấp nhận, vì cái đồng tiền mình bỏ ra nó không có bằng cái đồng tiền mà lúc xuất xưởng. Thì cho nên mình phải chấp nhận các bác, mình quan trọng là cái chất lượng. Thì lòng rất là đẹp nè, cái mẫu này thì lòng nó vàng và trong có bi như vậy nè. Đó các bác, đó rất là ok nha. Rồi vào bên trong cắm điện, giá cả nó công khai cho các bác. Rồi bây giờ nấu cho em lúc này. Đó, nấu nha. Em bán sẽ dán nút cho các bác nấu tắt hâm đầy đủ. Tắt cho em lúc này. Bấm vô đây chế độ nấu, sâu cháo gạo lứt. Thì mỗi cái thời gian hiển thị khác nhau. Em sẽ có video hướng dẫn chi tiết hết nha. Nó xài là một dòng này đúng thời gian, thì hết thời gian này có cơm ăn. Tắt, chọn gạo, trắng, gạo lứt không do, lứt nảy mầm. Tắt cho em khi không sử dụng. Hẹn giờ sáng chiều, thì cái nào nó cũng có hẹn giờ ở trên các bác. Nồi Nhật nó thông minh là như vậy. Thì chờ đợi nấu nó sáng ở đây nè. Thì nấu nó sáng ở đây, chính nó sẽ về đây, tắt cho em. Rồi mẫu này bán cho mình giá bao nhiêu đây? Thì màu đỏ tài lộc lộc, màu đỏ may mắn. Thì bác nào thích màu đỏ hợp mạng, hợp cung thì mình mua. Cái này thì em cũng bán cho mình giá 1.400.000 thôi. Đó. Mã 2 giá 1.4 triệu.
mua thì các bác cọc cho em vẫn là 300, chiên đủ thêm bao ship bảo hành cho mình 6 3 tháng sử dụng. Trên chịu gửi là chịu 6, chịu 7, chịu 8 em mới bảo hành cho mình là 6 tháng nha. Thì em bán có nói rành mạch quy định này kia rõ ràng. Mình mua hàng thì mình vui vẻ ủng hộ em, còn nếu mình thấy mà chưa hợp lý thì mình có thể là bỏ qua. Rồi mua thì lưu ý giúp em phải xài điện 100V, nồi cao tầng áp suất, đặc biệt là áp suất hơi nước phun sương, cơm cực kỳ ngon. Thì những cái mẫu này làm bán triệu 7 triệu 8 hết các bác, rẻ gì cũng phải là 1 triệu rưỡi triệu 6. Những cái video này em bán cho các bác là lấy lọc đó chi ăn cho các bác đó, những cái mẫu nào mà chỉ trên 1 triệu xíu thôi nhưng mà các bác xài em đảm bảo cái chất lượng đem lại các bác gọi là rất là kinh ngạc, rất là kiểu như là xuất sắc. Ok, chụp màn hình gửi qua 0919 407 501, cọc cho em 300, chuyện đủ em bao ship bảo hành 3 tháng. Rồi thì tiếp tục mã số 3. Số 3 này một con nồi Yoroshi, mẫu này 2017 các bác. Đó, một dòng các bác xem nha, 2017 cũng là made in Japan. Điện thì 100, công suất của nó là 1.105W, cũng còn rất là đẹp các bác. Ngoại thất xong cho nội thất thì nồi nào cũng có nấu cháo nấu xôi gạo lứt hết trơn, yên tâm đi. Đó nè, gòn rồi đẹp can span nè, lòng thì nè còn một bóng 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 óng ánh luôn á nè. Đó, em lắc lắc cái bác coi nè, đó trông đẹp ngoài cũng đẹp anh này. Rồi cắm điện thì những cái mẫu này bán rất là nhiều rồi, những bác người ta mua là người ta thích gì nè, cao tầng nó không có mà áp suất thì nó sẽ không hư giặt và không có mà xì xọt gì hết. Thì thật sự đâu phải ai cũng thích có áp suất được quá, người ta có xài áp suất rồi thì một số người người ta cũng kiểu như là người ta thấy là mua về thì cũng chỉ để nấu cơm thôi. Điều quan trọng là phải có cái chữ IH là cao tầng nè, nên điện thoại xa ra một tí cho nó đừng có chớp. Rồi nó nghỉ chớp rồi, công nghệ này nè, IH là công nghệ cao tầng nè, nó cơm cực kỳ ngon các bác, gọi là cực kỳ ngon luôn. Nếu mà ai bán nồi các bác nói IH công nồi cao tầng mà không chữ IH là người ta nói dốc các bác đó, chữ IH bắt buộc phải có nha. Nhưng nồi của em bán nào nào cũng có nè nè đó. Nói chung là em người thật việc thật, nói cho các bác hiểu, đôi khi các bác mua không được của em, các bác mua của người khác, mình cũng có cái kiến thức cơ bản để mình mua. Nấu cho em lúc này đó, tắt cho em lúc này là hâm ấm, bấm qua đèn cá là hâm nóng, tắt cho em. Lúc này chọn gạo, mình thấy cái này là nó nổi lên là gạo không do, nếu mà mình thấy em phải tắt nha, tại Việt Nam mình không có ăn gạo này. Chỉnh tiếp tục xô cháo cầu lứt, bấm vô đây chế độ nấu, em sẽ có video hướng dẫn chi tiết hết. Tắt thì mở cái thời gian nấu, nó sẽ hiển thị cái chức năng nó hiển thị cái thời gian nó nấu khác nhau. Tắt cho em hiện giờ sáng chiều phải đúng khung giờ gia đình mình cơm mình bung ra bấm nấu đúng thời gian này có cơm ăn nè. Chờ lại nấu nó sang đây nè, nấu nó sang đây chính nó sẽ về đây tắt. Và mẫu này máy quát cho giá bao nhiêu đây? Thì đã nó sale rồi thì phải bán giá tốt chứ không có bán mắc, để cho các bác có thể là mình có thể là mua được một cái là nó ai cũng có thể là mua được. Mã 3 giá 1,2 triệu đồng, cái giá em bán là cái giá công khai. Thì mong rằng là các bác mua hàng quan hỷ đường mà cả. Thì cái thứ nhất các bác không cọc, thứ hai các bác trả giá đó là em không bán được. Thì đôi khi em nói chuyện thì cũng cũng không có thể định đoạt được đó, em nói ngay, tính em ngay thẳng lắm, mau gọn lẹ. Thì nếu mua được thì ủng hộ em, còn mua không được thì hẹn dịp khác đó. Rồi chụp hình gửi quay lô cho em, cọc cho em 300, 200 mẫu này cọc 200, tiền đủ nó bao ship bảo hành 3 tháng, nồi 1 lít các bác đang xem là nồi 1 lít hết. Tiếp theo là một mẫu Tiger cao tầng áp suất HP nấu cơm cháy màn hình lớn là các bác, phiên bản là xịn sò cao cấp, mẫu là 2 mấy triệu nha. Đó, xài thì em đảm bảo các bác là nó bền là đầu tiên, cái Tiger bền đầu tiên. Thì cái mẫu này bán của hàng kênh của em thì hàng trăm hàng ngàn cái những cái mẫu Tiger cấp nách như thế này rồi. 2022 là năm sản xuất, điện áp 100, công suất 1.200, made in Japan. Thì hết vòng vòng đi rồi vô nội thất thì hàng Sài Gòn thì cái ngoại thất cũng như em nói lúc nào cũng nói ngoại thất có thể là chày xước chút đỉnh là do là cái thời gian người ta xài thì do vận chuyển, cũng như nội thất thì em bao các bác là đẹp trang xà beng nè, áp suất 2 bi thì cái áp suất nó nén nó 2 bi các bác, nó nén cái hơi rất là mạnh, cơm rất là ngon. Thì kiểu như là cái hãng của người ta đã là ví như là cơm niêu đó, các bác về ăn đi các bác sẽ cảm nhận được cái chất cơm. Em bán rất là nhiều rồi thì bảo hành là 6 tháng đó, nhưng mà đôi khi người ta xài người ta rất là ưng bụng, lòng nồi đẹp cái can sa này không có gì trơn các bác. Son là phủ gốm nè đó, son sần phủ gốm, cái son này có giá trị lắm các bác. Những cái nồi mà cái mẫu màn hình nhỏ thì nó tầm 17-18 triệu, màn hình lớn như thế này là 2 mấy triệu đó nè. Son hai đáy nè, hai màu nè, rất là đẹp luôn nè, đẹp can sa nha các bác.
Rồi vào bên trong cho em. Cắm điện vào, nhanh gọn lẹ. Rồi bác thì càng về sau càng hấp dẫn. Thì mẫu này, những cái mẫu này là mẫu cao cấp hết. Nấu cơm cho em nè. Cái độ nó tiết kiệm điện là 41 phút nè. Nút này tắt nè. Để em bán em dán cho các bác hết nè. Cái này em quên dán cái nút nấu ở đây rồi. Thì bán cho bác sẽ dán thêm. Thì những cái nồi bán đều có dán vậy nè. Hâm nhắn như đây giữ 3 giây cho em. Nó sáng đèn là nó hâm. Tắt cho em lúc này. Thì em hướng dẫn các bác là hẹn giờ sáng và chiều 30 phút sau. Là 30 phút sau nè. Bây giờ nó chỉ còn khung giờ sáng thôi. Nút phút nè. Nút giờ nè. Chỉnh đúng khung giờ mình buông ra. Bấm nút nấu. Thì sẽ gơ vào đúng khung giờ này có cơm ăn. Chờ đợi nấu nó sáng ở đây. Nấu nó sáng ở đây. Chín nó sẽ về đây. Tắt. Rồi sau cháo vào lúc cơm cháy. Cơm mềm, cơm dẻo, cơm dai. Thì em sẽ chỉnh chỉ cho các bác hết. Nè, cơm mềm có cháy nè. Đó, thì thật sự là những cái nồi này chỉ nấu cơm cháy là non thôi các bác, chứ không phải là cơm cháy mà như lò ga, lò củi nha, lưu ý với em. Là lò ga, cơm cháy non là sao? Là cơm cháy nó chỉ vàng vàng thôi, chứ nó không có mà vàng mà kiểu mà dày. Đó, vàng mà kiểu mà vàng mà chẳng cháy là không có. Chỉ vàng non thôi, vàng óng ánh tí xíu thôi. Lưu ý với em, một số bác kiểu người ta mua hàng đó thì người ta không gờ gành, mình nấu phải cho nó gành. Mã 4 giá 2 triệu 8. Mẫu này bán 3 triệu ở trên ngoài không đó các bác. Nhưng mà gạo này thì kiểu như là về cũng được ít thôi. Ta gơ ít thôi bán đại cho nó nhanh cho rồi. Chứ mà nếu mà mua được mà cái số lượng nhiều mà cái giá mắc á, thì em phải bán đội lên. Biết sao không? Tại vì mua có một cái mắc thì thôi bán cho nó hết. Chứ còn mua nhiều cái mắc mà bán cái nào cũng rẻ không có lời, rồi thành ra là nguyên cái lô đó là quà. Không được. Cho nên là mua đừng cái mà giá tốt thì bán tốt. Còn nếu mà mua được nhiều cái mà giá cao thì phải bán cao. Thì em giải thích như vậy là các bác hiểu. Rồi trên màn hình cái quay lô cho em cọc 500. Nồi các bác đang xem là nồi sản xuất 2022, cao tầng áp suất 2 bi, sau thì cháo vào lúc cơm cháy, cơm mềm, cơm dẻo, cơm dai, đầy đủ, cực kỳ ngon. Hàng mới hai mấy triệu, hàng cũ bán chỉ 2 triệu 8. Quá hợp lý cho tình yêu nào có nhu cầu. Trên màn hình lại gửi quay lô cho em là 0919407501 qua mẫu. Tiếp tục một cái nồi Panasonic huyền thoại, mẫu cao tầng áp suất điện tử, cốc nước ẩm 220 độ C, eco, tiết kiệm điện. Cái nồi điện thoại thì cái này ở bên Nhật thôi nha, về Việt Nam nó mắc sống rồi. Nè, nồi cũng hoa văn rất là đẹp. Mã của nó 106, là sản xuất 2016. Dòng các bác xem, nồi này nặng 7-8 kg gì, nó nặng lắm các bác. Nặng chịch chịch luôn. Thì em nói càng về sau là càng hấp dẫn. Đó là hàng cao cấp hết, xịn sò hết, giá thì bình tốt cho các bác. Nè, Panasonic 2016. Điện 100V, công suất 1210W. Thì những cái mẫu này nó huyền thoại làm nên tên tuổi của Panasonic thì các bác. Mình xài là mình cảm nhận được cái xịn sò, cái chất lượng, màn hình nặng nha. Không bao giờ hết pin. Và bên trong cho em gòn xanh như chưa xài, lòng nồi thì cũng như không xài luôn nè. Đẹp xuất sắc, trong xuất sắc. Nồi một lít nấu cho 5 người ăn, mỗi lần nấu được 3 bát gạo. Nồi cao tầng áp suất điện tử, cấp nút bẩm. Nồi nấu ở nhiệt độ 220 độ C, cơm rất là ngon. Thì nói chung em cũng bán rất là nhiều rồi bác, nhưng mà cũng phải là giới thiệu nó đầy đủ cái chi tiết, đôi khi người biết người không. Nấu cơm mình đổ đây cho em 2/3 cốc nước áp suất điện tử. Đó, công nghệ là áp suất là mới nhất của hãng luôn nè. Là cũng như là bây giờ nếu mới nồi nào để mới là đều có áp suất điện tử này. Nồi 1 lít nấu cho 5 ngàn, cắm điện vào cho em. Rồi em cắm điện rồi đó. Giờ nút này nấu cơm. Em xin lỗi, tắt nút này nó mới nấu. Đó, thì em bán thì em sẽ dán như cái nồi mới nãy đó. Nồi số 4 em đều dán hết. 43 phút nó tiết kiệm điện. Tắt cho em, hẹn giờ bấm vô đây. Thì nó có nhiều khung giờ nè, mình chỉnh vô cho em. Thì muốn cái khung giờ nào rồi mình ăn mình bấm vô. Thì sẽ đúng khung giờ này có cơm ăn, chờ đợi nấu nó sáng ở đây, nấu nó sáng ở đây, tắt nó về đây. Đó, thì nhắn vô đây là chế độ nấu, sau cháo gạo lứt. Thì chỉnh được thì mình bấm nấu thôi, em sẽ có video hướng dẫn cho các bác là chi tiết. Để nó này nó mất thời gian 42 phút, nó chỉnh gạo, chế độ nấu, hâm. Đó, vậy là hâm ấm nè, bấm thêm cái nó kêu tít tít nè, là hâm nóng nè. Đó, không mình tắt cái trên nè, bấm cái hai cái cho nó ra màn hình. Thì cái nút này đó các bác, là nó hỗ trợ cho bên đây nè, đó. Thì chỉnh được là mình nấu thôi. Rồi mã này bán bất cứ bao nhiêu đây, hòa hợp thiệt chứ, 47 phút tắt. Rồi giờ lên mã nè, rồi giá cả công khai. Rồi các bác cũng cho các bác một cái giá đẹp, thiệt là đẹp luôn. Để cho cái tình yêu nào mình mua cho nó nhanh còn lẹ. Thì những cái mẫu này các bác không dưới 4 triệu. Đó, nếu mà hàng đẹp, son đẹp, gon đẹp gì là không dưới 4 triệu. Thì em bán cho các bác giá này nè. Mã 5 nha, 3,6 triệu. Đó, là cái giá này là giá là yêu thương. Đó, không thể yêu thương hơn được nữa. Thì mua hay cọc cho em 500, chuyển đổi màu ship. Nồi các bác đang xem là nồi 1 lít sản xuất 2016 Panasonic, cao tầng áp suất điện tử, cốc nước bù ẩm. Cơm em đảm bảo cực kỳ ngon.
Thì Panasonic là chiên cơm mềm dẻo, mình ăn cơm cái hạt cơm nó ngọt nó dai, em đảm bảo là gọi là cực kỳ ngon. Chụp hình gửi qua Zalo cho em 0919407501, cọc cho em 500, chuyển khoản đủ làm bao ship. Lưu ý cọc là người mua trả tiền ship, chuyển khoản đủ người bán trả tiền ship. Một cái nồi 2019, nồi này là có 3 mức trích đường cao tầng áp suất, mẫu này do Rossi, cơm cực kỳ ngon. Thì nói đến cái phân khúc mà tách đường mà cơm ngon thì các bác không thể nào mà bỏ qua cái nồi này được. Thì có một số nồi tách đường nhưng mà không cơm không ngon, riêng nồi này tách đường cơm vẫn ngon đó. Thì đây là một cái công nghệ mà gọi là độc quyền ở nhà Rossi đó, có 3 mức trích đường, mức thấp, mức trung bình, mức cao, dành cho bác nào mình có vấn đề gì đường nó nhiều hay là nó ít, mình chỉnh ngay cái mà mức đó. 2019 là năm sản xuất, điện áp 100, công suất 1240W, made in Japan, là sản xuất tại Nhật, sử dụng cho thị trường Nhật. Một dòng các bác xem nha, nồi cũng còn rất là đẹp, giá thì em bao ổn áp cho các bác luôn, em luôn bán cái giá tốt nhất có thể, gon đẹp đó, bao đẹp cho các bác nha. Nói chung là đẹp thì hàng Sài Gòn như vậy là đẹp rồi, chứ còn mình khó tính quá thì mình không mua được các bác. Các em nói thiệt, nếu mà các bác đã làm nghề như em đi, mình đã sờ mó qua, nói thẳng đi, mình sờ mó mò mẫm qua mình hàng trăm hàng ngàn cái đó, thì những cái các bác đang xem là trong những rất là hiếm cái mà đẹp đó. Nói thiệt gì cho các bác hiểu, chứ khi một số bác có một cái hai cái nồi rồi các bác không nhìn thấy những cái xấu, các bác nghĩ là nồi của tôi vậy chưa có đẹp lắm, không có, những cái nồi vậy là nó đẹp dữ lắm rồi, chứ không còn mà đẹp hơn nữa. Lòng nồi nè đó, bóng bẩy luôn nè đó, không bong chóc gì hết trơn. Có nhiều cái video em trải nghiệm trải lòng với các bác đó, mua lô hàng về đôi khi trời ơi nhìn nó chán lắm các bác, mà được những cái hàng gì thì nó quắc rất quý hiếm rồi nè đó, rất là đẹp nha, bọc gốm luôn nè, sau mà là tôm luôn, sau này là kháng khuẩn luôn cho mình nè, lòng đẹp can sa ban không có gì đâu. Thì cái nồi cuối rồi thì nói cũng nhanh gọn đi. Nồi này nè, 1 lít cao tầng áp suất, đặc biệt là tách đường, thì bác nào có vấn đề gì đường thì mua cái nồi này. Ví dụ bây giờ mình đi khám đi, mình đã có cái vấn đề về triệu chứng là đường tăng cao rồi, mình chưa có bị về đường nha, mình có vấn đề là đường hơi tăng cao, mình mua này về mình ăn thì nó sẽ ổn áp hơn đó. Còn nếu mà nói về bị đường luôn thì mình mua cái nồi này ăn thì nó quá ok rồi, còn mình chưa bị có lượng đường tăng thì mình phòng chống nó được chưa. Rồi bác, thì bây giờ nút này nấu cơm cho em đó, nút này tắt cho em. Cái nút mà các bác quan tâm nhất nè, bấm vô đây. Đây hiển thị là mức trung bình, em sợ để sát cái điện thoại em nó chớp. Bấm qua đây. Đây là mức thấp. Đó, còn đây là mức trung bình. Đây là mức cao. Thì muốn chỉnh cái nào bấm vô đây cho em. Bấm hai cái nha, bấm một cái rồi đúng không? Bấm thêm cái nữa. Thì các bác bấm lên nó sẽ ngay cái mức 3 là cái mức cao. Đó, bây giờ mình muốn chỉnh lại cái mức 1, bấm lại cho em. Bấm một cái nè. Rồi bấm thêm một cái nữa nè. Rồi nhắn lên nó sẽ nổi ở mức 1 nè. Đó đúng không? Em nói đâu có đó. Cái này là chỉnh chế độ gạo. Đó, gạo trắng. Bấm qua đây chế độ nấu sôi cháo gạo lứt. Chỉnh vô thì bấm nấu. Mỗi thời gian nó sẽ hiển thị khác nhau. Tắt cho em. Hẹn giờ sáng và chiều. Chỉnh đúng khung giờ gia đình ăn cơm mình bung ra, mình bấm nút nấu. Rồi, thì sẽ đúng thời gian có cơm gia đình mình ăn, chờ đợi nấu nó sáng ở đây, nấu nó sáng ở đây, chín nó sẽ giờ đây thì tắt. Nè, bấm một cái là hâm ấm, bấm thêm cái nấu là hâm nóng. Em bác sẽ có video hướng dẫn chi tiết hết. Thì nói trên đây thì cứ gọi là sơ lược thôi. Rồi mẫu này cái giá thì đầu xuôi được đu lọt, thì cái giá cuối của cái mẫu này là bán nhiêu? Thì các bác cứ tham khảo đi. Những cái mẫu này không bao giờ dưới 3 triệu. 4 triệu cũng có nữa các bác. Nhưng nồi này em bán các bác cái giá là 3,2 triệu mã 6. Đó, 3 triệu 2 thôi, cho các bác mua về trải nghiệm nhà mình, tốt cho sức khỏe mình luôn. Vừa cơm ngon mà vừa tốt sức khỏe. Thì ví dụ bây giờ mua cái nồi này về nhà, ông chồng bị đường, bà vợ bị đường đi ví dụ, thì về mình ăn thì nó sẽ lực giảm được cái tinh bột rất là tốt, thì cái người nhà mình ăn nó cũng vẫn tốt luôn. Nó chỉ tách lượng đường xấu, những cái lượng đường tốt cần cho cơ thể vẫn có, gọi là nồi thông minh. Đó là như vậy. Cái này làm giải thích rất là chính xác đó, để các bác mình có thể hình dung được. Thì đôi khi một số bác lại người ta không biết, người ta nói ủa tách đường rồi làm gì còn dinh dưỡng ăn đâu, không có vấn đề đó. Tách lượng đường xấu, lượng đường hại còn vẫn giữ được lượng đường tốt đó, đúng không?
mình tìm hiểu sâu vô, mình lên trang mình coi rồi mình nghe sẽ đúng những gì em thích, thì em cũng đọc trên những cái trang mà hãng người ta bán, người ta mô tả thôi, rồi em nói lại cho các bác thôi, chứ em cũng đâu có mà tự mà biết được đúng không. Rồi chụp màn hình gửi Zalo cho em cho các bác cái bảng nè, mua hàng của em liên hệ nè, đó 0919407501. Chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại. Thì mua cái nồi này cọc cho em là 500, chuyển đủ lên bao ship, em bán đúng một giá thôi. Cảm ơn các bác, hẹn gặp lại.